chào quý vị, chào mừng quý vị đã cùng đến với gieo phần đoán ý. Tôi là Nguyễn Khang và hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón hai bạn mới có mặt ở lớp học ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Ngọc Xuyên và Võ Hoàng Bách. Rồi, rồi mời em. À, giả sử em tuổi con rồng, vậy cho anh hỏi làm chồng em nha. Nói đến sự thay thế của lớp trẻ với lớp già. Xin mời chương trình Gieo Vần Đoán Ý được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút mỗi thứ hai tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.